see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. Hey, dạ, tiếng chị Quyền, nhiều người một bài có một cái trang phục miễn phí. Thiệt là có lối có đi mà anh em ơi. Nhưng mà không sao khi anh em nhắc nhở Mồ Việt đã sửa sai và chơi Omen Thiên Trưởng Hải Tặc nha. Chỉ cần tham dự cái sự kiện Cúp Quang Vinh, đấu Cúp Quang Vinh là các bạn có thể nhận được với 40 mảnh, quá dễ phải không? Và hiện tại Omen thì không còn bá như ngày xưa nữa, không là chùm đấu sĩ thay đôi, không còn chùm các kiểu, không còn chùm cái lên tàn thần. Nhưng vẫn là vị tướng đấu sĩ khỏe nha anh em ơi. Và đối đầu với top 1 Van Hell cầm ôi anh Nặc ơi. Trời ơi, hết thì idol Frat rồi top 1 Van Hell xinh. Quá ghê. Nhưng mà mình lại phải về thôi. Về thì dạy ra, con này là lợi hại nhất khi các bạn level 4 nha. Level 4 thì có cái chiêu cuối thì xích chó chơi hội đồng luôn. Nhưng mà bây giờ thì để xích chó chuẩn xác ý, thì các bạn phải sử dụng cái combo đó chính là chiêu 1 chiêu cuối nha. Hoặc là nếu anh em dùng chiêu cuối thì khoảng cách gần thôi, và cũng phải thật giữa người tướng địch thì mới có thể xích thành công. Nên bây giờ cái độc chiêu combo chiêu cuối tốc biến nó không lợi hại như trước, và cái độ đột biến của Omen nó bị giảm đi. Đấy. Thế thứ hai là bây giờ nhiều con nó khỏe quá. Các bạn bây giờ thử cầm ID solo với Omen xem. Hoàn toàn có thể ăn được Omen. Hồi máu sát thương chuẩn, giáp nào cho nổi đúng không? Thành ra là hết bá nhưng vẫn ok. Là bởi vì anh em ơi, chơi trời trích. Trích thì làm sao mà chạy được. Hết chiêu cuối rồi nha. Top 1 Van Helsing ngày xưa gọi là Van Helsing, bây giờ gọi là Van Hen. Nói chung là chơi Van Hen bây giờ cũng bá lắm anh em ơi. Mình có một cái build đồ rất là hay cho Van Hen, đó chính là phong cách Van Hen tốc đánh phép, sử dụng cái gươm sấm sét và full đồ phép. Sau đó vừa có tốc đánh này, tốc chạy nhiều này, và sát thương phép từ đòn đánh thường, rồi sát thương phép từ kỹ năng, rồi còn sát thương phép lan từ cái gươm sấm sét, rất là mạnh. Nhưng mà sợ anh em lại bảo là suốt ngày làm cái con tướng trẻ trâu lại chửi mình thế này thế kia. Nhưng mà có đồ hay thì mình phải chia sẻ với anh em nha, mình sẽ làm trong những clip tiếp theo. Còn hôm nay thì đi xích thôi, nếu là bướng là xích nha. Chim của mình tuổi gì, KS chim đúng không anh em ơi? Đeo gành bò chu mà mấy bạn chơi nếu hiểu kiểu gì, mỗi khi các bạn lên bản đánh số là lại dỗi rồi, dỗi lần trưởng, không phải trẻ trâu đâu, không phải trẻ em học sinh hay là mẫu giáo đâu mà dỗi. Ôi cá vào trụ chơi kìa. Đây này anh em ơi, có mà xích rồi. Chạy đi đâu à con sâu. Ui lướt kìa anh em ơi, lướt với chúng tôi. Thế ra chắc tướng team mình là đầu game ấy, con Brai nó không thể khỏe được với Lagolot, không ganh được tốt bằng Lagolot rồi. Rồi Gildo chậm chạp, rồi Manga cũng chậm chạp nên đánh cứ từ từ thôi. Thực ra là lên đồng team mình khỏe mà anh em ơi. Joker rồi Gildo cũng không phải là yếu đâu. Thế mà các bạn cứ chết liên tục thôi. Nhưng mình yên tâm nha, có Best Omen ở đây rồi. Thì thực ra là Best Mõm thôi anh em ơi. Chơi con này cũng bình thường. Mình chỉ biết xích chuẩn thôi, chứ đột biến thì cũng không cao. Mà thực ra chơi Omen đột biến cũng không cao đâu. Có chương cuối anh em đi hỗ trợ team thôi, sau đó về đẩy đường. Chơi rất là dễ mà cũng rất là đơn giản. Đấy, ở những trường hợp băng trụ thì không phải nói rồi, rất là trâu nha. Bật trâu 2 lên thì trâu dã man. Mà phá trụ thì nó cứ phải gọi là siêu nhanh thần tốc. Có khi là nếu có thêm một con quái nữa là mình có thể làm nhẹ thêm cái trụ thứ hai đấy. Nhưng mà con bắn này thì nó ít máu anh em ơi. Không phá được, bắn quá ít máu. Cấu được một tí thôi. Ở đấy có con xe là ok, hai đường thẳng tắp rồi. Có khi là ba đường luôn nha. Lấy trụ mít này. Đấy.
Những cái bước di chuyển lấy trụ đơn giản nhẹ nhàng của Omen nhưng khiến team sẽ dễ chơi hơn rất là nhiều. Việc kiểm soát map trong đánh cao thủ rất là quan trọng. Khi mà anh em đã có sai rồi, có lợi thế về trụ rồi, các bạn sẽ chơi rất là dễ. Đây, đây chạy đâu? Ở đây mình đang ke AD với FP team bạn, nhưng mà mãi không qua. Thành ra là xin nhẹ cái mạng của Quyền Vương. Rồi tiếp tục lên Six. Đó, cứ combo cho một chiêu cuối anh em ơi. Chuẩn xác là các bạn có mạng. Oh, ui hơi xa. Mà cái chiêu một của mình cũng hơi ngắn. Mà không sao anh em ơi. Béo xin chết này. Béo ơi. Ui, đánh vọng thì mình chém thường nha. Double kill ngay. Quá khỏe. Đấy. Bây giờ mình tiếp tục làm thêm cái trụ đường rồng nữa. Như vậy thì anh em có thể thấy là ba trụ đầu đều do mình lấy thôi. Và lấy lợi thế cho team từ việc lấy trụ. Đó là phong cách chơi của Omen. Chứ Omen do dân tổng thì mình không có cách nào để khiến anh em trở thành một con tướng càn quét trong gia đình tổng đâu. Bởi vì chất tướng Omen là chất tướng đẩy trụ, có thể đẩy lẻ rất là tốt và bắt lẻ cũng rất là tuyệt vời. Đấy, khi anh em xanh thì anh em có thể cân đôi, nhưng mà nếu trong gia đình tổng thì rất là khó, bởi vì khi đó thì tướng địch khống chế nhiều vào chất tướng Omen, chất tướng chạy bộ mà bị khống chế là chết ngay anh em ơi, với bị tả diều từ xa cũng chết luôn. Nói chung là các bạn cứ chơi đeo chất tướng là các bạn sẽ auto win thôi. Vâng, ngọc Omen và trang bị các bạn theo dõi ở bên dưới nha, phù hiệu cũng bên dưới luôn, phù hiệu rồi trang bị ở trong clip. Còn cái ngọc thì mình luôn để ở phần mô tả video clip nha. Khi mà trong clip có trang bị thì chắc chắn sẽ có bảng ngọc cho anh em ở phần mô tả video clip của mình. Ok, nếu anh em nào thấy video của mình hữu ích ý, cũng đừng quên là ủng hộ mình bằng cách ấn nút like, chia sẻ comment nha anh em ơi. Đợi một đứa, hai đứa. Ui, đẩy ghê phết đấy, cứu được la rồi. Trời ơi. Một chấm máu kìa Giu ơi. Giu đu ơi, bắn trưởng. Ôi, hụt rồi. Ơ Joker, bắn nó. Mà thôi, mình chắc là buổi đến ngày mai không bắt được bạn Lagodot. Chỉ có Joker với Giu ăn hên thôi. Thanh niên bị lừa trụ ở rừng tim mình kìa. Quá đen, chắc là hết đường về rồi. Chết cho nhanh rồi ra nhanh. Chứ bạn làm như thế thì tốn thời gian thôi. À, thanh niên có chuyển sinh. Đấy, chết nhanh chuyển sinh ra rồi. Farm cũng phải 2 hơn không. Hiện tại anh em có yêu cầu mô Việt làm tướng gì thì cũng nhớ comment bên dưới nha. Thực ra thì mình cố gắng sẽ làm tất những yêu cầu của anh em. Nên các bạn cứ thoải mái comment. Và mình luôn đọc comment của anh em. Nhưng mà nhiều khi là bận quá không rep được hết. Đó. Ở một ngày bây giờ mình làm 3 clip mà có một mình thôi anh em ơi. Làm rất là cực. Nhưng mà làm cứ kiểu làm cứ quen ý. Làm quen mà kiểu không làm ít đi được. Kiểu như một thói quen ý. Trời ơi. Nhiều khi là ối dồi ôi mệt hết cả người. Nhưng mà vẫn cứ làm. Thực sự nhiều khi mình cũng méo hiểu kiểu gì mình như thế nào luôn anh em ơi. Có thể là đam mê, có thể là say mê, có thể là do là áp lực gia đình, kiếm tiền rồi nhiều thứ lắm anh em ạ. Nói chung là các bạn có tuổi rồi cũng sẽ cảm nhận được những cái suy nghĩ của người có tuổi. Còn lúc đi học thì thoải mái lắm anh em ơi. Bây giờ có gia đình rồi, mình thì anh em ơi chuẩn bị có công chúa thứ hai rồi anh em ạ. Hôm nay thì mình cũng cùng vợ đi đăng ký là ở bệnh viện cho bé thứ hai ra đời rồi. Nói chung là cũng chuẩn bị sẵn sàng một cái thứ tốt nhất cho con để nó mạnh khỏe rồi ngoan ngoãn. Nói chung là cố gắng hết sức anh em ơi. Ok, và anh em nào thấy Mô Việt chăm chỉ thì cũng nai nha. Trời ơi, YouTuber chăm nhất năm đấy. Nhưng mà nó là năm hình như năm 2017-2018 cơ. Mấy năm nay thì mình bận hơn rất nhiều và không thể chăm được như những cái năm trước.
Hôm trước mình làm 3 clip, 4 clip, một bình xung dã man. Đấy, đều như vắt chanh. Cứ 6 giờ sáng anh em thấy clip luôn. Rồi đến tầm 11 giờ lại có clip. Rồi lúc 6 giờ, 5-6 giờ chiều lại có clip. Đây, khỏe dã man. Cuộc mình hồi đó dã man, bây giờ thì cũng đang cố gắng. Nhưng mà chắc là không còn xưa rồi. Anh em nhớ ủng hộ Mô Việt nha. Hẹn các bạn trong clip tiếp theo. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.